Đấy, có câu chuyện vui như này. Ông Tổng thống Obama và bà Michelle Obama, hai vợ chồng ấy đi ăn ở một cái quán ăn. Thế thì bà Obama mới phát hiện ra là cái ông chủ quán quán ăn đấy là người yêu cũ. Thì ông Tổng thống Obama ông ấy trêu mà nếu ngày xưa mà em mà lấy anh này thì bây giờ em đã thành phu nhân của đầu bếp của chủ quán ăn. Thế thì bà Michelle Obama bà mới nói lại, bà bảo là nếu mà ngày xưa mà em lấy ông đầu bếp này thì ông ấy bây giờ ông đã là tổng thống rồi. Anh em thấy câu chuyện này không ạ? Rất là thú vị. Đó. Thế thì ở đây đó là gì ạ? Là người vợ là người truyền cảm hứng cho người chồng. Tại sao nói là gì ạ? Tất đứng phía sau ở những người đàn ông vĩ đại là những người phụ nữ vĩ đại. Tại sao ạ? Bởi vì không có người phụ nữ vĩ đại thì ai là người truyền cảm hứng cho những người đàn ông để họ gì ạ? Để họ xông pha, để họ làm những việc lớn lao. Cái người phụ nữ ở phía sau mà không vĩ đại mà suy nghĩ tủn mủn, suy nghĩ là gì ạ? Nhỏ bé, lúc nào cũng sợ chồng mình là sẽ gì ạ? Sẽ đi ra ngoài, sẽ lăng nhăng, sẽ ngoại tình, sẽ sợ mất chồng, lúc nào muốn giữ chồng ở bên cạnh mình thì làm sao mà giúp cho người đàn ông mình trở nên vĩ đại? Mà không giúp người đàn ông của mình trở nên vĩ đại thì làm sao mình ngưỡng mộ anh ta? Làm sao mình là gì ạ? Là mình lại trân trọng anh ta? Mà mình không chữ trân trọng, mình không ngưỡng mộ anh ta thì làm sao mà gì ạ? Là xây dựng được mối quan hệ hoàn hảo. Có đúng không ạ? Đó. Cho nên là gì ạ? Là người vợ phải là người truyền cảm hứng cho chồng để chồng gì ạ? Xông pha để chồng làm những cái việc lớn lao. Chứ không phải là gì ạ? Lanh quanh bắt chồng gì ạ? Ở nhà cho nó an toàn. Bởi vì cái người đó là cái người cảm thấy là gì ạ? Là mình không xứng đáng, mình không tự tin, cho nên là gì ạ? Cho nên là mới sợ hãi rằng mất cái người chồng đó. Khi nào mình hạnh phúc ở bên trong, kể cả là hai người truyền cảm hứng cho nhau nhé, ngưỡng mộ yêu thương người kia nhé, nhưng hạnh phúc vẫn là gì ạ? Là do mình quyết định. Tức là gì ạ? Nếu mà anh không hạnh phúc với tôi, nếu mà anh không vui thì anh đi thôi, tôi vẫn hạnh phúc bình thường. Không có chồng mình vẫn hạnh phúc bình thường, thực sự nhé, chứ không phải là với một cái tinh thần gọi là cay nghiệt nhé, gọi là thôi anh đi khuất bắt tôi đi. Đấy, cái kiểu đấy thì nó lại kiểu là cay nghiệt. Mà ở đây đó là gì ạ? Là không có chồng, không có người yêu, mình vẫn hạnh phúc với những gì mình đang có. Và chính cái điều hạnh phúc đấy của mình nó lại hút cái người chồng, người vợ của mình về với mình. Chứ không phải là anh đi đến 10 giờ là anh phải về nhá, đi nhậu nhẹt gì mà đến là nhậu với con nào, lại đi với con nào, thế này thế kia, nó bắt đầu là kiểm soát, bắt đầu là đai nghiến. Thì làm sao ạ? Nó tạo một không khí ngột ngạt trong gia đình, và người đàn ông đó sao ạ? Là họ chán, họ lại gì ạ? Họ lại không vui, họ lại tìm cách họ ra đi. Họ cứ ra ngoài họ vui, về nhà là họ lại chán. Họ về nhà lại nhìn cái con mặt, cái con vợ gọi là bà khọm ở nhà lại cau có khó chịu. Thế là họ lại tìm cách họ đi ra ngoài. Nên là thành ra là lỗi của mình. Đúng không? Nếu mà mình là người vợ hoặc người chồng như vậy thì là lỗi của mình. Đúng không ạ? Cái người mà gì ạ? Người ta bảo là cái gì của mình thì nó mãi là của mình. Nếu như mà mình nó không phải của mình thì mình giữ cũng chẳng được. Cho nên là vạn sự tùy duyên. Kể cả nhé, có những người đàn ông họ ra ngoài, họ cũng có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Những người phụ nữ mà gọi là bản lĩnh, tỉnh táo thì làm sao ạ? Thì không bao giờ giữ đàn ông vì những cái việc đó. Bởi vì cái thuộc tính của đàn ông đó là gì ạ? Thuộc tính là thuộc tính gọi là gieo hạt, tức là nó có thể đi gieo khắp nơi. Nhưng phụ nữ là cái người mà nhận cái hạt đấy, là cái mảnh đất nhận cái hạt đấy thì phải nhận cái hạt giống tốt. Cho nên phụ nữ thì chỉ nhận một hạt thôi. Đấy, một loại hạt thôi, nhưng mà chọn, như phụ nữ có quyền lựa chọn, chọn cái hạt giống tốt nhất để mà gì ạ? Để mà cho nó gieo. Con đàn ông thì nó gieo khắp nơi. Trúng được mảnh nào thì lên mảnh đấy, còn không trúng thì cũng chẳng sao. Đây là cái gọi là bản năng từ thời nguyên thủy rồi. Cho nên chẳng có gì mà khi mà chị em phụ nữ mà yêu cầu đàn ông của mình họ phải chung thủy, phải thế này, phải thế kia. Đàn ông đi ra ngoài nó nhìn gái cứ cau có khó chịu. Nó không nhìn gái mới là vấn đề, nó nhìn trai mới là mệt đấy. Đúng không anh chị em? Đấy. Hoặc nó lại còn không, bởi vì đàn ông ấy mà nó có cái tính mạnh mẽ là cái hormone testosterone của đàn ông ấy là cái hormone của nam tính. Bây giờ cái thằng đàn ông nam tính manly mà lại không nhìn gái, mà lại không ngó gái, mà lại nhìn gái mà lại thờ ơ, lại như như là nhìn cục đất ấy thì hỏng rồi. Đúng không ạ? Nó lại quay ra nó thích trai là mệt đấy. Đúng không?
Cho nên là chị em thấy đàn ông ra ngoài mà ngắm gái là chuyện bình thường. Mà nếu mà anh em mà thấy chị em mà ngắm trai 6 múi bình thường, chẳng có cái gì cả. Người ta thích cái đẹp, con người ta là hướng tới cái đẹp, cái sự phát triển. Bây giờ mình ngăn cản cái sự phát triển của họ, thế là gì ạ? Thế là mình lại không truyền cảm hứng cho họ nữa rồi. Đúng không? Chị em phải mong muốn cái đẹp, nhìn chị em nhìn gái xinh có đấy, có thích không? Chị em nhìn hoa hậu chị em có thích không? Thích mà. Chị em còn thích nữa thì đàn ông. Đàn ông càng máu gái càng giàu, thật đúng luôn. Không, tất nhiên nó còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà ít nhất là cái hormone đàn ông ở bên trong ấy là cái hormone mạnh mẽ. Mà bây giờ mình cấm cái hormone đấy nó gì ạ? Nó phát triển thì tức là gì ạ? Mình cấm cái người đàn ông mình mạnh mẽ. Mà cấm cái người đàn ông mình mạnh mẽ thì hỏng rồi. Mình biến biến chồng mình thành con mình rồi. Mà biến chồng mình thành con mình thì là hỏng rồi. Đúng không anh chị em? Và đấy là những sai lầm rất lớn của rất nhiều người phụ nữ. Và họ cứ mong muốn đàn ông phải thế này phải thế kia, trong khi họ lại huấn luyện đàn ông của mình giống như con mình, đó là gì ạ? Đi 10 giờ là phải về nhé, ăn cơm ở nhà nhé, phải thế này phải thế kia nhé. Thế cuối cùng là mình gì ạ? Mình biến chồng mình thành con mình. Và sau đấy thì làm sao ạ? Sau đấy thì mình mất cái người đàn ông đó. Sau đó mình đổ lỗi cho họ là họ thế này họ thế kia, nhưng thực ra đấy là gì ạ? Do sự yếu kém của mình. Do mình yếu kém cho mình không biết cách để truyền cảm hứng để huấn luyện họ. Đấy. Ví dụ như là phụ nữ chẳng hạn là phải làm đẹp. Đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Rất nhiều ông chồng mà làm đẹp đi đâu, làm đẹp cho thằng nào nhìn, làm đẹp làm gì, đi ra ngoài làm gì phải phải son, đi ra ngoài làm gì mà phải phải quần áo phải điệu đà thế, mua quần áo gì mà mua lắm thế, mua mỹ phẩm gì mà mua nhiều thế. Cứ suốt ngày lải nhải như vậy thì làm sao người phụ nữ họ họ được thể hiện cái hormone nữ tính của họ. Đúng không ạ? Đấy, ngày xưa khi mà yêu thì làm sao ạ? Yêu vì vẻ đẹp, mà bây giờ vợ làm đẹp thì lại quay ra gì ạ? Lại quay ra giếc móc, lại quay ra chửi bới, lại quay ra lại nghi ngờ. Thế là gì ạ? Là mình không còn như ngày xưa nữa rồi, mình không còn giống như lúc yêu nữa rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đấy mình sở hữu rồi. Mình sở hữu rồi thì cần gì phải đẹp? À, đẹp để đi thả thính cho thằng nào. Đúng không ạ? Đấy. Bây giờ nhìn vợ mà chụp một cái ảnh mà đăng lên trên mạng mà gì ạ, đăng một cái câu thả thính một phát thì lại ghen tuông. Đấy già. Ngày xưa nó vẫn làm thế có sao đâu, bây giờ nó làm thế lại quay ra ghen tuông. Tức là gì ạ? Là mình sở hữu người ta cho nên là mình gì ạ? Mình bắt người ta phải làm những thứ là gì ạ? Là theo mình, tức là nhốt họ trong cái lồng kính mà chỉ có một mình sở hữu thôi. Đúng không ạ? Cho nên là nếu mà nhìn thấy vợ hoặc chồng mình đăng những cái hình ảnh đẹp lên trên mạng, mình phải gì ạ? Mình phải ủng hộ. Đấy. Mình ủng hộ người ta thì người ta mới ủng hộ mình chứ, đúng không? Đấy. Mình phải cho họ làm cái việc họ muốn thì mình mới được làm cái việc mình muốn chứ. Bây giờ mình cứ ngăn cản, mình cứ cấm người ta thì làm sao mà người ta làm cái việc cho mình làm cái việc mình muốn được. Đó. Cho nên là gì ạ? Là mình hiểu phụ nữ họ nghĩ gì, hiểu đàn ông họ nghĩ gì. Đàn ông thì nó có cái não, nó gọi là não đơn, tức là với đàn ông ấy thì mỗi một cái phần cuộc sống nó là một cái hộp riêng biệt, nó không liên quan với nhau. Nhưng phụ nữ thì sao ạ? Là tất cả những cái phần này nó lại gì ạ? Nó lại liên quan với nhau. À, cái việc mà anh mà gì ạ là đi ra ngoài về muộn này, chứng tỏ là anh có bồ, và điều anh có bồ chứng tỏ anh không còn yêu tôi nữa, anh không còn yêu tôi nữa chứng tỏ là anh ghét tôi rồi, anh ghét tôi rồi chứng tỏ là anh sẽ thế này thế kia, bắt đầu là suy luận lung tung ấy, rồi là những cái chuyện ngày xưa là gì ạ cũng đem ra để kể. À, tôi nhớ rồi, cách đây mấy năm rồi, ngày xưa lúc mà anh cũng có cái dấu hiệu như này, chứng tỏ cái hồi đấy anh cũng gặp bồ. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Đấy là phụ nữ. Và đàn ông bảo sao mà nghĩ nhiều thế nhỉ, có mỗi cái chuyện còn con nó đi về muộn thế, đã giải thích rồi mà không nghe này, con cứ đi xuyên tạc, đi suy luận lung tung. Thế bây giờ bà xuyên tạc thì ok tôi đi, tôi ngoại tình cho bà xem. Tức là gì ạ? Tự nhiên cái người phụ nữ là gì ạ? Đào tạo cho người đàn ông đó là gì ạ? À, suốt ngày bảo gì ạ? Hôm nay anh đi với con nào? Đấy, mà không có đi con nào không? Ngày mai mà anh hôm nay anh đi con nào? Hôm nay anh đi ngoại tình đúng không? Hôm nay lại đi ném phén đúng không? Hôm nay lại thế này thế kia đúng không? Thế thì cái người đàn ông rất là chung thủy, nhưng mà gì ạ? Họ được huấn luyện giống như là NLP anh chị, tức là gì ạ? Nó tự kỷ ám thị, nó là ngoại tình, nó là gì ạ? Ném phén, nó là đi con này đi con kia. Thế thì đàn ông thì nó lại thuộc tính của nó là gì ạ? Nó là thuộc tính đi gieo hạt rồi. Thế là nó lại được gieo vào trong đầu nó, đó là gì ạ? Là mày phải gieo hạt đi, bởi vì vợ mày muốn thế.
Bởi vì cái thằng tiềm thức nó rất là ngu, nó không biết là mình muốn hay vợ mình muốn, nó chỉ nghe được những cái câu đấy nói nhiều như vậy thì nó gì ạ, nó sẽ hành động như vậy, và đến một ngày đẹp trời thì có đủ điều kiện thì nó nảy mầm thế thôi, đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có không đàn ông không ngoại tình chỉ vì nó chưa có cơ hội thôi, nó có cơ hội thì nó ngoại tình ngay đấy. Thế là mình kiểm soát làm sao được, mình kiểm soát không hết được. Thế mình kiểm soát làm cái gì nữa? Thay vì mình kiểm soát mệt mỏi, đau khổ thì làm sao ạ? Hãy làm cho mình xinh đẹp lên. Để làm gì ạ? Để mình hạnh phúc. Và khi mình hạnh phúc rồi thì làm sao ạ? Không có chồng này gì ạ? Là tôi kiếm thằng chồng khác ngon hơn. Tội gì? Tại sao? Why not? Đúng không? Đấy. Thế mình cứ là gì ạ? Mình cứ đau khổ cuối cùng là gì ạ? Mình không tự chủ về mặt kinh tế, không kiếm được tiền. Thì mình mới gì ạ? Sợ mất. Sợ mất chồng bởi vì sao ạ? Bởi vì mình mất gì ạ? Mất giá trị. Có thế thôi. Bởi vì thằng chồng nó đang cung cấp tiền cho mình, cho nên là gì ạ? Là mình cần nó. Thế bây giờ nếu mà cái thằng chồng không cung cấp tiền cho mình, mà cũng không cung cấp tình cảm cho mình, cũng không cung cấp cho mình những cái lời yêu thương, mà không làm cho mình cảm thấy an toàn, thì làm sao? Thì búng tay tìm thằng khác chứ tội gì.